Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mạng miền Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 6 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái mặt hàng kg trước ạ. Giáng hương đuôi chồn ạ. Một cái lô đuôi chồn, giáng hương đuôi chồn về phải nói là to đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị nhé. Chưa có một cái lô giáng hương đuôi chồn nào mà về đẹp như cái lô giáng hương đuôi chồn của ngày hôm nay ạ. Giá em đang bán là 190.000 cho 1 kg giáng hương đuôi chồn, hàng đẹp mê cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là giáng hương đuôi sóc, lượng hàng cũng về rất là ít thôi, hàng tươi rói rói và cây cũng rất là lớn luôn, cái giáng hương đuôi sóc này này. Đó cô chú anh chị ạ, cây to đùng luôn nhé. 1 kg của dòng giáng hương đuôi sóc ngày hôm nay em xin phép bán với giá là 140.000 cho 1 kg, 140.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Thôi 130.000 cho 1 kg đi ạ. 130.000 cho 1 kg giáng hương đuôi sóc và hoàng thảo hoàng lạp ạ. Hoàng thảo hoàng lạp nói chung là năm nay không hiểu làm sao mới giờ hàng kg siêu khan hiếm luôn cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo hoàng lạp em xin phép được bán với giá là đợt này là giá lên đến 170.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo hoàng lạp đấy ạ, 170.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng nhạn. Đây là những cây lan hoàng nhạn rừng và hàng về cây rất là đều. Cô chú anh chị ạ, một cái lô hàng về cây rất là đều nhá. Em xin phép được bán với giá là 750.000 cho 1 kg. 750.000 cho 1 kg và em sẽ bán ngay từ 0,1 kg. Cái hàng đều tăm tắc như này, em bốc xô ra một cái với 0,1 kg, cô chú anh chị nhận được 2 này. 3 4 5 6 7 8 cây. Đó, 8 cây như thế này rơi vào có tức là nó sẽ khoảng tầm 6 cho đến 8 cây đều đều như vậy cô chú anh chị nhé. Thì cô chú anh chị sẽ bỏ ra một cái lượng tiền đó là 75.000 thôi, 75 đến 80.000 thôi. Thì cô chú anh chị thấy rằng là tính, mặc dù tính cái giá như vậy nhưng mà cô chú anh chị thấy là tính ra thì mua từ 0,1 kg rồi rất là rẻ luôn đúng không ạ? 750.000 cho 1 kg. Và sang bên này thì em có hai cái lô long tu đá, hai lô long tu đá nhé. Mỗi một cái lô long tu đá như vậy em xin phép được bán với giá là 70.000 cho một lô đi. Đó, 70.000 cho một lô để cô chú anh chị có thể ghép được một giò đẹp. Và hôm nay thì một cái lô giáng hương tam bảo sắc hoa vàng về cực kỳ là thơm. Cái dòng giáng hương tam bảo sắc hoa vàng này thì không khác gì cái mắt hoa của dòng hoàng nhạn luôn, hoa rất là thơm cô chú anh chị ạ. Cái lô hàng về cây nhỡ nhỡ vừa tầm ghép rất là đẹp ạ. Dạ cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, cây không quá lớn nhưng mà cũng không quá nhỏ. Cô chú anh chị về ghép trụ hay là trồng chậu vào vườn thì quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Cây không quá lớn, đủ để cô chú anh chị có những cây giống rất là tuyệt vời. Giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc này em xin phép được bán với giá vẫn là 190.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Năm nay thì săn hàng cực kỳ là khó luôn. Và sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là hải mốc hồng. Hải mốc hồng thì em xin phép được bán với giá là 130.000, 120.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. 0,3 tức là rơi vào có 36.000 thôi đúng không ạ? Thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái lô hài mốc hồng rất là nhiều như này, tức là phải tầm trên 50 cây. Và đây là cái mặt bông vô cùng là xinh đẹp của dòng lan hài mốc hồng. Cây lan hài mốc hồng thì hoa phải nói là siêu xinh. Cây bé nhỏ nhưng mà khi mà ra hoa thì hoa to khổng lồ so với cái thân bé nhỏ của nó cô chú anh chị ạ. Mà lại hoa cực kỳ là đẹp, thường là nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Nếu như cô chú anh chị không tự tin để mà tự ghép những cây lan hài mốc hồng với cái giá rất là rẻ như thế này thì cô chú anh chị mình có thể chọn lựa cho em những cái chậu lan hài mốc hồng mà em đã trồng rất là lâu rồi, trồng thuần rất là lâu rồi đây cô chú anh chị này, không hề bón tưới gì cả, trồng như là cây bỏ hoang luôn nhé. Chậu này em gọi là chậu số 5. Số 5 này xin phép được bán với giá 70.000 và chậu số 6 với giá là 80.000. Ngoài ra thì em còn có cả những cái chậu lan hài hồng ạ, hài hồng thì hoa cũng vô cùng là tuyệt vời. Giá lẻ của những cây lan hài hồng không hề rẻ cô chú anh chị nhé. Hài hồng cũng đã trồng thuần khá là lâu rồi cô chú anh chị này. Cái chậu lan hài hồng số 7 này với giá em bán là 110.000, chậu số 8 rất là đẹp 3 cây 120.000. Thực sự cái giá này nó còn rẻ hơn cả giá mà
người ta bán từng cây một luôn. Cái chậu bên này là cây mẹ con, đẹp như vậy em bán với giá là 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại lô giáng hương tam bảo sắc này. Năm nay thì kiếm những cái cây lan hàng cân phải nói là khó vô cùng luôn. Rồi ạ, ngoài ra dòng lan hài thì em còn có thêm những cái cây lan hài Henry nhá. Những cái chậu lan hài Henry đã thuần sẵn rồi ạ. Cô chú anh chị về chỉ việc tưới nước và cho ít phân là mình có những cái bông hoa đẹp, những cái chậu lan thuần tuyệt vời. Chậu lan hài Henry, chậu này gọi là chậu 47 này. Chậu 47 em xin phép được bán với giá là 90.000 ạ. Và chậu số 48 với giá 80.000. Và chậu số 49 với giá là 100.000, cực kỳ là sum xuê luôn. Và đây là cái mặt bông xinh đẹp của dòng lan hài Henry đây cô chú anh chị này. Đó. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài táo này. Hài táo chậu số 50 với giá là 70.000 và chậu số 51 là với giá là 80.000, là những chậu lan hài táo ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng phi điệp vàng, chuẩn bị đến mùa hoa phi điệp vàng mùa tháng 8 rồi. Cô chú anh chị có thể cùng em chọn những cái bảng phi điệp vàng này. Hình 54 với giá 90.000 và hình 55, một bảng rất là sum xuê luôn. Đó, một bảng rất là sum xuê như này em bán 100.000 và bảng hình 52. Hình số 53, đây là hình 53 chứ, hình 53 với giá là 100.000 và cái hình số 52 cũng với giá là 100.000. Dạ, tiếp sang bên này đây thì ngoài giáng hương đuôi chồn thì ngoài cái những cây lan hàng rừng thì em còn có cả những cái giò giáng hương đuôi chồn. Cây rất là to, hàng xếp đẹp như thế này. Và cái dòng là giáng hương đuôi chồn Thái thì thực sự nó là những cây lan mà khi mà cho hoa sẽ là những cái bông hoa dày đẹp và cái cần hoa rất là dài luôn. Là những cây lan mà người ta đã lai tạo sở giống từ những cây lan ưu tú nhất. Hiện tại thì vẫn còn có một số cây giáng hương đuôi chồn vẫn còn đang nụ này cô chú anh chị này. Mặc dù là cái đấy ạ, cô chú anh chị có thể thấy là nụ xin xít như thế này này. Thì nói chung là hàng chủ yếu là bây giờ cô chú anh chị mình lấy về làm giống thôi cô chú anh chị ạ. Nó rất là dễ cho hoa, dễ thuần, dễ chăm. Cái giáng hương đuôi chồn Thái này này. Và một bảng giáng hương đuôi chồn Thái gồm có hai cây cao, to và đẹp như thế này. Xin phép bán 160.000 cho một bảng nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan mặt trời Bangkok ạ. Một cái mặt hoa. Thì với cái cảm nhận của em, riêng của em thì cái mặt trời Bangkok, một cái mặt bông phải nói là vô cùng là xinh đẹp. Nó không chỉ cho hoa một mùa mà nó còn cho hoa rất là nhiều lần trong năm. Với sắc hoa đỏ thắm và cái lưỡi anh tím rất là đẹp như này. Và đồng thời thì cái cây của nó là cây hàng lá xếp tuyệt vời như vậy ạ. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu một chậu thôi, khi mà cây nở hoa cô chú anh chị đã thấy là nó rất là tuyệt vời rồi. Thì một cái chậu lan mặt trời Bangkok như vậy em bán là 130.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những cái cây hồ điệp. Đây chính là cái dòng lan hồ điệp blue. Cái dòng là hồ điệp blue này cây bé nhỏ nhưng mà siêu có võ. Cần hoa dài tít tắp và rất là nhiều bông hoa như thế này. Đó, dòng mặt bông của dòng lan hồ điệp blue đây. Một cái chậu lan hồ điệp blue bé nhỏ như thế này xin phép được bán với giá là 45.000 cho một chậu nhé. Và cô chú anh chị nào mà lấy 5 chậu thì em xin phép được bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình. Đó, cây như vậy thôi nhưng mà khi mà nở hoa thì kỳ là xuất sắc. Còn ra bên này đây thì là những cây lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Một cái cây lan mà không chỉ đẹp hoa đâu ạ, mà nó còn đẹp cả thân lá. Nói phải nói là một cái sự kết hợp vô cùng là hoàn hảo. Cái sắc nói chung ấy, dòng hồ điệp thì bao giờ độ bền cũng trên 2 tháng. 45.000 trong một cái chậu hồ điệp lá biên, tất cả là đều từ 1 cho đến 2 vòi bông trở lên. Độ bền của cái dòng lan hồ điệp là nó sẽ bền trên 2 tháng của chính chị nhá. Cái mặt bông của dòng lan hồ điệp ấy, đây, như cây này thì đang có 2 vòi bông ở thời điểm hiện tại, còn đang nhú lên cả một cái vòi bông thứ 3 nữa này. Đó. Rồi sang bên này đây sẽ là những cây lan đendro chớp bịp. Cái dòng lan đendro chớp bịp, một cái mặt bông siêu bền hoa, càng nở càng thơm cô chú anh chị ạ. Khi mà mới nở ấy, thì cái mặt bông của nó sẽ là hơi tối, nhưng mà càng nở thì cái mặt bông của nó càng sáng và hoa rất là thơm cô chú anh chị ạ, siêu bền luôn. Đấy, khi mà mới nở ấy, thì cái mặt bông của nó phần tối như này này. Đấy, càng nở thì cái độ sáng của nó càng sáng dần lên. Và một cái chậu đendro chớp bịp ít nhất 3 giả hành, cây khỏe đẹp, em bán với giá 150.000 cho một chậu. Ồ, Samurai ạ, một cái dòng hoa phải nói thương là một cái cây lan thưởng thức hương tuyệt vời luôn. Cũng là cây lan mà gần như là cho hoa quanh năm luôn. Cái mùi hương thơm rất là thơm, thơm ngát luôn ấy, cái mùi thơm như kiểu mùi nước hoa ấy, rất là thơm, mùi mùi ngọt như là mùi kẹo ấy cô chú anh chị ạ, rất là thơm. Một cái giò Samurai, một bụi Samurai rất là nhiều cây như thế này này, cây mẹ cây con rất là nhiều cây như vậy, có thể cho cô chú anh chị mình hoa liên tục luôn. Em đang để giá là 150.000 cho một bụi Samurai cô chú anh chị nhá. À, bên này thì em có duy nhất là hai cây Kodak Cookie thôi cô chú anh chị này, hai cây Kodak Cookie xinh đẹp mỗi cây với giá là 110.000 ạ. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cây Kodak Cookie, một cái dòng lan kết hợp vẻ đẹp của cửu bảo tiên và cây hoàng nhạn, nên là tạo ra những cây lan có vừa đẹp hoa vừa thơm thân lá. Và bên này đây sẽ là hai cây lan hoàng nhạn.
Đây là hai cây hoàng nhạn Thái. Cây số 1 cô chú anh chị thấy là bản lá siêu đẹp ạ, 150.000 cây bên này cô chú anh chị nhé. Cây số 2 cực kỳ là cao lớn và tuy nhiên thì hơi lỗi lá một chút. Cây này thì em xin phép được bán với giá là 130.000 thôi. Đó, cây bên này thì đẹp, cái lá tròn vo, lá to nữa, 150.000. Cây số 2 với giá là 130.000. Mỗi một cây thì ít nhất là rơi từ 8 cặp lá trở lên đúng không ạ? Tiệm bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan kiều tím yên tử ạ. Những cái giò lan kiều tím yên tử chắc chắn cái vẻ đẹp của nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Một cái giò kiều tím yên tử như thế này, mặt bông cực kỳ là xinh đẹp như vậy, em xin phép bán một cái giò lan kiều tím yên tử này với giá chỉ 140.000 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kiều vuông lộc bắc nhé. Kiều vuông lộc bắc hàng có 140.000 trong một giò, nhiều thân như thế này cô chú anh chị ạ. Dòng hoa cô chú anh chị mình có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết. Nở hoa có thể cô chú anh chị mình có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ cô chú anh chị. Cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng thì em còn nhớ là cách đây 3 năm một thân phi điệp 5 cánh trắng họng hồng cao khoảng tầm 30 cm với giá lên đến khoảng tầm 300.000. Mặt bông của dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng đây nó sẽ nở hoa thời điểm Tết cô chú anh chị ạ. Sai bông tự nhiên cô chú anh chị mình không cần phải kích gì cả cô chú anh chị nhé. Một cái giò lan nói chung là một cái mặt bông thực sự rất là đẹp tuyệt vời mà lại nở hoa vào thời điểm Tết và sai bông tự nhiên rơi ít nhất từ 7-8 thân trở lên nhé. Chậu rất là sum suê như này thì một cái giò lan phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này, một cái giò phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này em xin phép được bán với giá chỉ có 100 phi điệp 5 cánh trắng họng hồng có 120.000 thôi cô chú anh chị ạ, đẹp xuất sắc luôn. Còn bên này đây sẽ là những cái giò lan phi điệp cánh viền ạ. Phi điệp cánh viền cũng thế, một cái dòng lan mà đã rất là nổi tiếng, được giải rất là cao những trong những triển lãm về hoa lan cô chú anh chị ạ. Phi điệp cánh viền cũng rơi nhất ít nhất là 7-8 thân trở lên. Phi điệp cánh viền này em bán là 120.000 nhé cô chú anh chị nhé. Dạ, sang bên này đây sẽ là những cái bảng giả hạc pháp này. Trầm cổ đi, em giới thiệu đến cô chú anh chị là cái mặt bông trầm cổ trước đi ạ. Đây là những chậu lan trầm cổ sum suê vô cùng luôn. Cô chú anh chị chăm đạt thì cái độ cao của những cây trầm cổ này nó cũng phải dài đến tầm 2 m cô chú anh chị nhé. Mặt bông trầm cổ to khủng và tím đậm đà như thế này cô chú anh chị. Mỗi giò lan trầm cổ này đẹp như thế này em đang bán với giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 120.000 cho một giò lan trầm cổ như vậy. Còn trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi ạ, nó không phải tự dưng mà có tên là trầm cổ hay là trầm than củi đâu, một cái mặt bông mà đã được giữ giống rất là lâu rồi. Sang bên đây sẽ là cái cây lan trầm rồng đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Cũng là một bông rất là đẹp, một bông rất là đẹp và cũng là dòng chuyên hoa nở vào thời điểm Tết ạ. Trầm rồng đỏ đây ạ. Khuôn bông bầu tròn và to đùng luôn, một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy cũng rơi từ ít nhất 6 thân trở lên ạ. Và cái chậu lan trầm rồng đỏ như thế này em xin phép được bán với giá một chậu trầm rồng đỏ nhé, với giá cũng là 120.000 trong một giò. Và sang bên này đây sẽ là vị thiên cung lữ bố cô chú anh chị ạ. Mỗi một cái chậu phải hơn chục thân ạ. Thiên cung lữ bố thì hoa của nó không phải là nhạt màu như là cái hạc vĩ rừng đâu ạ, mà hoa của nó sẽ rất là đậm đà đó cô chú anh chị thấy ạ. Xuất sắc như thế này. Và đây một cái giò lan mà hơn chục thân sẽ là một cái siêu phẩm tuyệt vời mà thân dài luôn cô chú anh chị nhé. Thân hiện tại đã rất là dài rồi. Em đang bán 140.000 cho một giò thôi. Cái hạc vĩ thiên cung lữ bố đây này, cái mặt bông chỉ có vài thân đèo phèo của nhà em mà nó hoa nó nở, khi mà nở đậm như này. Đây là cây lan treo bờ Lào là hàng thanh lý đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là giả hạc pháp này, một cái giò lan giả hạc pháp cũng rơi vào khoảng tầm cả chục thân, hơn chục thân một giò, cũng là dòng hoa nở thời điểm Tết ạ. Và giả hạc pháp này với sắc hoa đỏ thắm đẹp như vậy, em đang bán một giò như thế này là 140.000 nhé cô chú anh chị nhé, giả hạc pháp. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan thiên nga đen cô chú anh chị ạ. Với dòng lan mà người ta tượng trưng cho, được coi là tượng trưng cho cái vẻ đẹp bí ẩn của dòng hoa lan ạ. Và một cái chậu lan thiên nga đen như thế này này, em bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thiên nga đen thôi nhé. Cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ, về trồng mình cây thân lá cũng rất là đẹp đúng không ạ. Và tiếp sang bên này đây thì một cái cây lan mà cũng sẽ nở hoa liên tục quanh năm, đó là những chậu lan vũ nữ cô chú anh chị ạ. Những cái chậu lan đây là cái dòng lan vũ nữ kẹo ngọt, vũ nữ đậu ngọt hay còn gọi là vũ nữ thiên hương. Có lẽ bởi cái mùi hương thơm vừa ngọt ngào vừa quyến rũ của nó chăng ạ. Hoa thì siêu bền cô chú anh chị nhé. Một cái chậu lan vũ nữ kẹo ngọt này hay là vũ nữ thiên hương ở đây rơi ít nhất là 2 vòi bông và chậu thì sum suê như thế này cô chú anh chị ạ. Chậu thì sum suê như thế này đấy ạ. Đó, rất là đẹp, sum suê như thế này. Thì một cái chậu lan vũ nữ kẹo ngọt này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một giò.
Và tiếp sang bên này đây là hôm nay thì em đang có những cái chậu lan phi điệp tím giá siêu rẻ để cô chú anh chị mình có thể về trồng chậu thưởng thức hoa, hoặc là cô chú anh chị mình có thể ghép ở những cây xung quanh nhà, cô chú anh chị ạ, ghép ở những cây xung quanh nhà đều được này cô chú anh chị này. Đến mùa hoa cô chú anh chị sẽ có một cây phi điệp tím, một cái cây phi điệp tím thơm nức nở và hoa nở rực rỡ ạ. Một cái chậu phi điệp tím như thế này, một cái chậu phi điệp tím như này nhá, xin phép em được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá chỉ có 45.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 45.000 thôi cho một cái chậu phi điệp tím này. Đó. 45.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Mỗi một chậu ít nhất là hai thân mầm và rất là khỏe như đẹp như thế này, và mặt hoa cũng cực kỳ là sáng. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Bầu tròn rất là đẹp luôn, cái mặt bông cũng rất là đẹp, cũng có những mặt bông nó tím đậm, cũng có nhạt mặt bông nó tím nhạt. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể chọn cho em những cái giò lan phi điệp tím của vùng Cao Bằng, mặt bông phi điệp tím của vùng Cao Bằng theo hình chậu ở đây cho em ạ. Cái mặt bông phi điệp tím Cao Bằng thì bao giờ cũng là những cái bông hoa môi tuyết, và cái mắt của nó là mắt nhung rất là đẹp luôn. Nên là có lẽ vì vậy mà trước đây khi mà cây điệp tím đang hot ấy, thì cái mặt bông phi điệp tím Cao Bằng được rất là nhiều những anh chị lựa chọn săn đón ạ. Cánh hoa, cánh nhựa và sát bóng, cái môi tuyết cực kỳ là đẹp. Cô chú anh chị mình có thể cùng cho em chọn những cái giò phi điệp tím này. Bên này là một cái giò tác phẩm, một cái giò siêu khủng ạ cô chú anh chị. Trồng rất là lâu rồi, ngoài cái phi điệp tím rất là sum xuê, cả chục thân phi điệp tím ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6... hơn chục thân phi điệp tím cô chú anh chị ạ, 7, 8, 9, 10, rất là nhiều thân cô chú anh chị ạ. Có những thân đang nụ này, một thân nụ này, thân nụ này bị gập mất, hai thân này, ba thân này, 4, 5, 6, nói chung là giò này khi mà nở hoa sẽ là một cái giò tác phẩm tuyệt vời để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa. Và còn có cả những cái phần nghệ tâm mập nú luôn. Với giò phi điệp tím này xin phép được bán với giá là 170.000 cô chú anh chị nhé. Là một cái giò lan tác phẩm rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Một cái giò lan tác phẩm mà cực kỳ là nhiều thân. Và cái hình này gọi là cái hình phi điệp tím số 32. Và bên này sẽ là hình phi điệp tím số 31 này cô chú anh chị này. Hình phi điệp tím 31, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của nó đi ạ. Đẹp mê mẩn luôn nhá, cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị thấy là cánh bầu môi tuyết và cái mắt hồng nhung rất là đẹp như vậy. Cái giò này thì cũng rất là nhiều mầm và nhiều ki trên thân, thời điểm hiện tại cây đang nở hoa. Đó, nhiều mầm và nhiều ki trên thân nhá. Và cái giò này xin phép em được bán với giá là 280.000. Cho cái giò phi điệp tím này, 280.000 cho trụ phi điệp tím này. Vừa nhiều, rất là nhiều mầm, nhiều ki, 1, 2, 3, 4 mầm trên gốc này, thân hoa đây, và cũng rất là nhiều ki trên thân nữa. Ở đây thì, và tiếp theo sẽ là cái chậu này, sẽ là chậu số 35, chậu phi điệp tím 35 ạ. Với giá em đang bán là 50.000 thôi này, cả chậu này là 50.000 này. Chậu bên này sẽ là chậu 36, rất là nhiều ki trên thân, các em mập thân, mặc dù là ki trên thân thôi, mập ngủ luôn cô chú anh chị ạ. Về cô chú anh chị trồng cắt xuống, cái mặt hoa rất là đẹp. Và cái giò này xin phép em được bán với giá là 100.000 này. Giò số 34 nhá. Giò số 33 đây ạ. 33 đây. Giò số 33 này em bán giò này với giá là 70.000 cho chậu này. Và giò số 32 với giá tiền là 100.000. Các cái mầm rất là đẹp. Và giò số 31A. 31A. 31A mầm kỳ là đẹp luôn. Cái giò này em bán 100.000. Và giò số 30 ạ. Giò số 30 này xin phép em được bán với giá, cái giò này là 80.000 nhá chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cái bụi lan kiếm phan trí nhá cô chú anh chị nhá. Trước đây một thân phan trí thì vài trăm triệu đúng không ạ? Còn hiện tại cô chú anh chị mình có thể sở hữu cái dòng lan kiếm phan trí này với cái giá cực kỳ là rẻ, mà hàng thì bao chuẩn mặt đông cho cô chú anh chị mình luôn nhá, bao chuẩn hoa. Và dòng riêng chơi dòng kiếm ấy, thì cô chú anh chị mình không chỉ chơi hoa đẹp, không chỉ chơi chơi thân là chơi hoa đâu ạ, mà cô chú anh chị mình còn là một cái cây lan mà cô chú anh chị chơi lá quanh năm, tạo không gian xanh và chơi lá quanh năm luôn. Cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em này, cái mặt bông chuẩn thời điểm hiện tại thì vẫn còn đang có những cái bông hoa nở khá là căng ở đây, thì cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm. Đó, mặt bông chuẩn kiếm phan trí cô chú anh chị nhá. Hoa vừa đẹp và vừa thơm ạ. Trước đây thân vài trăm triệu ấy, bây giờ cô chú anh chị mình có thể lấy cả một bụi to đùng như thế này. Hình này gọi là hình 37 này, hiện tại đang có mặt hoa trên thân nhé cô chú anh chị nhé. Cái chậu 37 này, dạ, hình 37
Cái giò 37 này với giá em bán là 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Lá to đùng luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình 38 ạ. Hình 38 thì cái cây này nó đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, cây bây giờ đang tơ. Ôi chết, cây này còn có cả một nụ hoa nữa à. Không biết là phải nụ hoa. Ôi không, cái nụ nó rụng vào chứ, tưởng là cái nụ hoa nó trồi ra đây. Cái giò này đang nụ này cô chú anh chị này. Nụ vàng ươm, đẹp như này. Em bán cái giò này với giá 150.000 và chậu tiếp theo sẽ là chậu 39 ạ. 39, cái giò 39 này thì nó bị tàn hoa rồi ạ. Nhưng mà nhìn cái cần hoa thôi biết chuẩn hoa nhé chị anh chị nhá. 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 40. 40 cây xanh biếc luôn. Và hiện tại cũng vẫn còn đang có hoa trên thân. Để cô chú anh chị khẳng định cô chú anh chị là hoa chuẩn nhá. Giò 40 này sum xuê ạ. Một bụi rất là sum xuê, 150.000. Và hình tiếp theo là hình 41. Cái giò 41 đây. Đó, cô chú anh chị này thấy này. Cái cây này, cái bụi này cũng rất là đẹp. To lắm luôn ấy cô chú anh chị. Mà hàng lá ngắn luôn, rất là đẹp. Cái bụi này xin phép em được bán với giá là 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo thì 42, giá 140.000, 42 140.000. Hàng này thì bọn em bảo hành là cái chuẩn mặt hoa hết cô chú anh chị ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 43. Hình 43 đây vẫn còn có đang có một cái nụ rất là ngắn nhỏ nhô lên đây này cô chú anh chị này. Đây bên này cũng có một cái vòi nụ này. Tất cả đều chuẩn hoa nhá. Váy giò này xin phép bán với giá 150.000 và hình tiếp theo là hình 44 ạ. Cái bụi 44 này em bán là 150.000 này cô chú anh chị này. Đó, nó cũng vừa tàn hoa xong. Nói chung là tầm bây giờ ấy thì mình chủ yếu là trồng để cho sang năm thôi cô chú anh chị ạ. Chứ còn khi mà cái cây nó đã có nụ rồi, vận chuyển đóng gói đi thì kiểu gì cái nụ hoa nó cũng sẽ không đẹp được trọn vẹn đâu ạ. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 46. 45 trước đi ạ. 45 này cô chú anh chị này. Rất là đẹp. 45 lá to nhé, cũng là một cái bụi rất là to. Thì em bán 160.000 và hình số 46 với giá em bán là 140.000 đi cô chú anh chị. Đó, với cái số tiền cực kỳ là nhỏ cô chú anh chị có thể sở hữu ngay. Với giò phan trí vừa đẹp hoa vừa đẹp thân lá. À đây ạ, bên này sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan kiếm. Ở đây là những cây lan kiếm đỏ bắc đô nhé cô chú anh chị nhé. 100 ở đâu có 80.000 cho 1 kg kiếm đỏ bắc đô này thôi ạ. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo phần ở đây này. Cái phần này gọi là cái hình số 1 40.000, hình số 2 40.000 và hình số 3 là 40.000. Tiếp sang bên này đây sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng cô chú anh chị ạ. Những hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng thì hiện tại thì đợt này cáo khá là hiếm. Khá là nhiều ngày nay rồi thì lượng cáo về cực kỳ là nhỏ giọt luôn. Hôm nay em về một cái lô cáo cũng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Cái hình cáo này gọi là hình cáo số 10 này, một cái phần cáo 3 cây và cần hoa vừa rồi có hai cái vòi bông rất là dài cô chú anh chị ạ. Hai vòi bông rất là dài, hiện tại thì bông hoa của nó cũng đã gần tàn hết. Gần tàn hết rồi cô chú anh chị ạ. Một cái giò cáo cực kỳ là đẹp luôn. Một nguyên một dề luôn cô chú anh chị nhá. Nguyên một dề rất là đẹp như thế này. Xin phép em được bán dề này với giá tiền là 200.000 ạ. Đẹp mộng mơ luôn cái dề cáo này này. Đẹp. Nói là quá là đẹp luôn. 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đẹp lắm ạ. Một cái dề cáo 200.000 quá đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi. Rẻ quá cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số quá rẻ luôn. Thôi em bán 220.000 đi nhá. Không thì tối nay cô chú anh chị bị gọi em cả đêm với cái hình cáo này mất thôi ạ. 220.000 ạ. Lên giá một chút xíu nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 này. Hình số 11 là một cặp đôi hai cây cáo xếp ạ. Hai cây cáo xếp như thế này. Cây nhiều cặp lá mà không bỏ lá chân luôn. 2, 4, 6, 8 đến 9 cặp lá luôn rồi. 2, 4, 5, 6 cặp lá. Một cặp đôi hai cây lá xếp này em bán với giá 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số bên này sẽ là hình số 11A. Một cây duy nhất ạ. Một ngọn cáo duy nhất cần hoa dài mượt đến cả tầm bao nhiêu sen nhỉ? Hơn 50-60 cm gì đấy. 50-60 cm gì đấy cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Một ngọn cáo duy nhất này. Đẹp mộng mơ luôn. Trời ơi cái mặt bông gần như là sắp ám đến nơi rồi. Lưỡi đỏ hồng rất là đẹp. Năm nào cũng thế, cái ngọn cáo này cần hoa rất là dài. Và cái ngọn cáo này xin phép được bán với giá là 60.000 nhé cô chú anh chị nhé. Ngọn cáo hình số 11A. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. Hình số 12 này cả lô là có 5 cây cáo nhé. 5 cây cáo và 5 cây cáo rời. Trong đó thì đây, một cái lô cáo có 5 cây như này. Xin phép được bán hình này với giá là 140.000 cho hình này. Gọi là hình số 12. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13 ạ. Hình số 13 là một cái phần cáo rất là nhiều cô chú anh chị ạ.
một cái phần cáo này nó rơi vào bao nhiêu cây đây? Em đếm nha, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7 cây ạ. 7 cây cáo nhá cô chú anh chị nhá. Một phần cáo, dáng hương đuôi cáo là 7 cây cáo. Phần này xin phép em được bán với giá là 130.000 cho cái phần dáng hương đuôi cáo số 13. Và bên này sẽ là 13A. 13A này là 4 cây cáo ạ. 4 cây cáo ở hình này. Em xin phép được bán hình 4 cây cáo này với giá là 90.000 cô chú anh chị nhá. 90.000 cho 4 cây cáo cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 41 này. Hình số 14 cô chú anh chị ạ. Hình số 14, hình này cũng là 4 cây cáo. Hình này là 5 cây cáo ạ. 5 cây cáo chứ không phải là 4 cây. 5 cây nhá cô chú anh chị nhá. 5 cây to. 5 cây to cả một lô như thế này. Xin phép em biết bán hình này với giá là 160.000. Là hình số 11 nhá. 5 cây rất là to luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15 này là 4 cây cáo ạ. Đây, hình bên này mới là 4 cây cáo này. Phải 4 cây không? 1, 2, 3, 4, 5. Cũng là 5 cây chứ không phải 4 cây luôn. 140.000 cho lô này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16 ạ. Cả một lô lên đến bao nhiêu cây? Hình số 16 này. Hình số 16 này có chỗ này là có một cặp 2 cây này, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 cây nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 16 này là có 10 cây ạ. 10 cây này em bán với giá là 120.000. Và hình bên này sẽ là hình số 16A, có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 này. Ok, 2 cây này là bị lỗi ngọn. Lỗi ngọn coi như em tặng nhá. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4. Ôi cây này còn lẫn cây ngô đồng nữa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây cáo, trong đó thì có 2 cây bị lỗi ngọn em cho vào đây luôn. Tại vì nó cũng sẽ mọc cây con này. Hình này em bán với giá là 70.000 đi cô chú anh chị. 70.000 cho lô này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình số 17 này lên đến tổng tất cả là 19 cây cáo nhá cô chú anh chị nhá. 19 cây cáo. Rất là xinh cô chú anh chị ạ. Với hình này xin phép em được bán với giá 190.000 luôn. Tức là tính ra mỗi một cây cáo cho cô chú anh chị là 10.000 ạ. 10.000 đồng thôi cho những cây cáo rất là đẹp như thế này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18 nhé. Hình số 18 này thì một lô này của em đang là bao nhiêu cây? 1 này, 2 này, 3. Ôi chỗ này là một dề. Một dề một mẹ mấy con luôn ấy. Một mẹ hai con, ba con luôn. Và thêm 3 cây rời nữa. Đấy, thêm 3 cây rời nữa. Cái mặt hoa của cái lô này có cái mặt hoa này cũng rất là xinh ạ. Cái lô cáo này xin phép bán với giá 140.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 này. Số 19. Lô này lên đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây tổng ạ. 10 cây tổng cả một lô một ôm như thế này cô chú anh chị nhá. Một lô một ôm như này. Xin phép em bán hình này với giá là 170.000 cho hình này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 này là 7 cây. 7 cây cáo. 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 này. Thành 8 cây ấy. Trong đó có một cây này lỗi ngọn em không tính. Hình như là lỗi ngọn nên là em không tính. Nên là em tính có 7 cây thôi nhá cô chú anh chị nhá. 140.000 cho 130.000 cho hình này đi. 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 21 ạ. Hình 21 này có 4 cây. Ôi trời ơi sao lại toàn là sai sót như này nhỉ? 5 cây chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây luôn. Trời ơi chả hiểu luôn. 6 cây mà lại ghi là 4 cây. 6 cây này cô chú anh chị này. 6 cây cái lô này. Em bán cái hình này với giá là 140.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 22. Một cái cây cáo mà hoa màu hồng cô chú anh chị ạ. Ngọn cáo, cặp cây cáo, một dề cáo, hai cây, mẹ con, rất hoa rất là đẹp. Đấy, cô chú anh chị thấy là sắc hoa hồng cực kỳ là xinh luôn. Đấy, mặt hoa như thế này cô chú anh chị nhé. Và là hoa cánh mai rất là đẹp. Một cặp đôi có hai cây như này. Còn lấy nguyên cả rễ, bộ rễ như này. Về cô chú anh chị mình có thể trồng dễ nhất ạ. Cặp đôi hai cây như vậy ạ. Cặp đôi này em xin phép được bán với giá là 130.000 nhé cô chú anh chị nhé. Cho cặp đôi này 130.000. Đó, 130.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Đây là một cặp đôi hai cây, hàng lá xếp rụt rụt rất là xinh.
Đó, hai cây xếp rụt rụt rất là xinh. Cặp đôi này em bán với giá là 80.000 nhá cô chú anh chị nhá. 80.000 cho cặp đôi này. Và sang hình tiếp theo, hình 24 là một cái chậu dáng hương đuôi cáo. Cái chậu này cũng có một cái bông này. Nói chung là cáo thì em thấy là có rất là nhiều cái kiểu hoa cô chú anh chị ạ. Có cây thì đậm, có cây thì nhạt. Có cây thì hồng rất là xinh. Cái hình cáo này thì nhiều cây cáo xếp nhá, 140.000 thôi cho chậu này đấy ạ, chậu 24 ạ. Chậu số 25 này. Ồ, cái bông hoa này này, yêu lắm luôn cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em cái sắc hoa này nó khác với cả sắc hoa lúc nãy rồi đúng không ạ? Cái chậu cáo này em bán với giá là 104 cây cáo ấy, cô chú anh chị, 4 cây cáo xếp 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26. Cái chậu 26 này thì không có hoa nhưng mà cây thì lại rất là sum suê. Cái chậu 26 này lên đến 3 4 5 6 7 8 cây. Đó, em bán 160.000 cho chậu này nhá. Và sang hình tiếp theo là chậu 27. Cái giỏ 27 này thì hiện tại là đang có một cái vòi bông ở đây này. Cũng là bông hồng rất là đẹp. Trời ơi, hoa khá là đậm và sắc hồng đẹp nhé. Tím hồng rất là xinh. Đó. Và cái chậu cáo này có 5 cây nhé. Em bán chậu này với giá là 160.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu 28. Chậu 28 này thì cái bông hoa này nó gần như là sắp ám đến nơi rồi. Khá là trắng. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5 cây. Cái giỏ này là có 5 cây cô chú anh chị ạ. 5 cây này em bán 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 29 ạ. Hình số 29, chậu này thì quá là sum suê luôn rồi. Quá là sum suê luôn rồi ạ. 2, 4, 6, 8. Cái này cô chú anh chị về chăm đến sang năm là một cái giỏ xanh um, hoặc cô chú anh chị tách ra cho em cũng được. Thể được vài chậu luôn. Cái giỏ này em xin phép được bán với giá bao nhiêu nhỉ? 170.000 đi cho giỏ này nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị về có thể tách ra 2 chậu luôn. Toàn những cây cáo xếp xinh đều tăm tắp luôn thôi ạ. Dạ, sau bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món chè ô long ạ. Đây là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng cô chú anh chị nhá. Chè rồng trồng mùa vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000m2 quanh năm sương mù bao phủ, chính vì vậy mà tạo ra một cái hương vị rất là riêng không nơi nào có được ạ. Một túi chè ô long như vậy em bán với giá là 170.000 cho túi nửa kg. Bên này chè dây. Chè dây em đang bán với giá là 50.000 cho túi nửa kg, cũng là chè nhà em tự sao nhá. Bên này đây sẽ là rất là nhiều những chế phẩm vật tư lành cho hoa lan, vỏ thông có đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg ạ. Rêu rừng 50.000 trong kg, cực kỳ là sạch và khô ráo và đẹp nhá. Giớn vụt với giá 40.000 và giớn bảng kích cỡ là 13 30 với giá là 15.000 một bảng thôi. Di xanh 50.000, di đỏ 60.000 ạ. Và hồng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp nhá. Atonic 12.000 cho một gói. Adonic này ạ. Và Super Thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Và dưỡng chất AB 80.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Đặc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ. Ba kiên kiên bôn đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Và dây bục lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói ạ. Bên này đây thì em có cái sản phẩm nữa đó là phân chùn quế. Cái hàng đã qua xử lý rất là cẩn thận rồi nên cô chú anh chị mình yên tâm. 1kg với giá 18.000. Cái phân dê thì nó sẽ cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là lâu bởi vì nó tan chậm cô chú anh chị ạ. Bên này thì em có thêm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Và một lọ tinh dầu hồi như vậy em đang bán với giá là 40.000 cho một lọ. Cái sản phẩm này thì cô chú anh chị biết rằng là từ rất là lâu thì người ta đã biết cho những cái giọt, những cái cánh hoa hồi để cho vào món ăn tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ. Và từ những cánh hoa hồi như vậy bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi này, chắc chắn rằng sẽ đem đến những công dụng dược hiệu vô cùng tuyệt vời. Giá 4.000 cho một lọ thôi. Bên này đây thì rồi ạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại hôm nay bên em đang có nhé. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ, và em xin phép được dừng clip ở đây. Cô chú anh chị cùng em nhìn lại một lần nữa những cái mặt hàng hôm nay bên em có rất là nhiều những mặt hàng để cô chú chị mình lựa chọn đáng sưu tầm ạ.